Thúy Hằng xin kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình ABTV 21.12. Thưa quý vị, hôm nay thứ ba, ngày 2 tháng 8 năm 2022, mời quý vị theo dõi chương trình tin tức năm châu, mở đầu là phần tin thế giới. Tàu chở ngũ cốc đầu tiên rời Ukraine sau thỏa thuận với Nga. Thưa quý vị, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine cho biết con tàu đã rời cảng Odessa của miền Nam vào sáng sớm thứ hai theo giờ địa phương. Nga phong tỏa các cảng của Ukraine kể từ tháng 2, nhưng hai bên đã đạt được thỏa thuận để nối lại các chuyến hàng. Người ta hy vọng thỏa thuận này sẽ xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu và hạ giá ngũ cốc. Thổ Nhĩ Kỳ cho biết con tàu mang cờ Sierra Leone, tàu Razoni, sẽ cập cảng Tripoli ở Lebanon và cho biết thêm rằng các chuyến hàng tiếp theo đã được lên kế hoạch trong những tuần tới. Trung tâm điều phối chung được thành lập tại Istanbul theo thỏa thuận, cho biết con tàu đang chở khoảng 26.000 tấn ngô và dự kiến sẽ đến vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ để kiểm tra vào thứ ba. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hoan nghênh việc tàu rời cảng và ca ngợi Thổ Nhĩ Kỳ về vai trò của họ trong việc thực hiện thỏa thuận. Thỏa thuận tháng trước do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, mất 2 tháng để đạt được và dự kiến kéo dài trong 120 ngày. Nó có thể được gia hạn nếu cả hai bên đồng ý. Việc phong tỏa ngũ cốc của Ukraine đã góp phần gây ra cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu với các sản phẩm làm từ lúa mì như bánh mì và mì ống ngày càng đắt đỏ. Đồng thời, dầu ăn và phân bón cũng tăng giá. Theo các điều khoản của thỏa thuận, Nga đồng ý không nhắm vào các cảng trong khi các chuyến hàng đang vận chuyển và Ukraine đồng ý rằng tàu hải quân của họ sẽ hướng dẫn các tàu chở hàng đi qua vùng biển có thả ngư lôi. Thổ Nhĩ Kỳ được Liên Hợp Quốc hỗ trợ sẽ kiểm tra các tàu nhằm xoa dịu lo ngại của Nga về việc chở lậu vũ khí. Hoa Kỳ tiêu diệt thủ lĩnh hàng đầu của Al-Qaeda 11 năm sau khi hạ sát Bin Laden. Thưa quý vị, Hoa Kỳ đã tiêu diệt thủ lĩnh Al-Qaeda Amin al-Zawahiri trong một cuộc không kích ở Afghanistan vào cuối tuần qua. Tổng thống Joe Biden cho biết ngày thứ Hai, đây là đòn giáng mạnh nhất vào tổ chức khủng bố này kể từ khi người sáng lập Osama Bin Laden bị hạ sát hồi năm 2011. Zawahiri, một bác sĩ giải phẫu người Ai Cập, bị Hoa Kỳ truy nã với khoản tiền treo thưởng 25 triệu đô la, đã giúp điều phối vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001, giết chết gần 3.000 người. Các quan chức Hoa Kỳ phát biểu với điều kiện ẩn danh, cho biết Zawahiri chết sau khi một cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Hoa Kỳ ở thủ đô Kabul của Afghanistan lúc 6 giờ 18 phút sáng hôm Chủ nhật. Giờ đây công lý đã được thực thi và thủ lĩnh khủng bố này không còn nữa, ông Biden nói trong một phát biểu từ Tòa Bạch Ốc. Bất kể là mất bao lâu, bất kể là có người trốn ở đâu, nếu các người là mối nguy cho người dân của chúng tôi, Hoa Kỳ sẽ tìm ra các người và tiêu diệt các người. Ông Biden cho biết Zawahiri là chủ mưu đằng sau hoặc đóng vai trò chính trong các vụ tấn công của tàu USS Cole và các đại sứ quán Hoa Kỳ ở Kenya và Tanzania. Zawahiri tiếp tục đề ra mối nguy hiện hữu đối với người Hoa Kỳ, lợi ích và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Cái chết của ông ta giáng một đòn mạnh vào Al-Qaeda và sẽ làm suy thoái khả năng hoạt động của nhóm này. Cuộc không kích bằng máy bay không người lái là cuộc tấn công đầu tiên được biết đến của Hoa Kỳ ở Afghanistan kể từ khi binh sĩ và các nhà ngoại giao Hoa Kỳ rời khỏi nước này vào tháng 8 năm 2021. Cuộc không kích có thể củng cố sự khả tính của những bảo đảm của Washington rằng Hoa Kỳ vẫn có thể ứng phó với các mối đe dọa từ Afghanistan mà không cần hiện diện quân sự ở nước này. Bà Pelosi đến Đài Loan sau khi thăm Tân Gia Ba và Mã Lai Á trong chuyến công du châu Á. Thưa quý vị, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đã hội đàm với các quan chức tại Singapore vào hôm thứ Hai 1 tháng 8 khi bắt đầu chuyến công du châu Á, giữa lúc nhiều câu hỏi được đặt ra xoay quanh khả năng bà dừng chân ở Đài Loan, vốn đang gia tăng căng thẳng với Bắc Kinh. Bà Pelosi đã gặp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Tổng thống Himala Jacob và các thành viên nội các khác.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết ông Lý Hiển Long hoan nghênh cam kết của Hoa Kỳ trong việc can dự mạnh mẽ với khu vực và hai bên đã thảo luận về các cách tăng cường sự tham gia kinh tế của Hoa Kỳ thông qua các sáng kiến như khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong một tuyên bố cuối tuần qua, bà Pelosi cho biết bà sẽ thăm Singapore, Malaysia, Đại Hàn và Nhật Bản để thảo luận về thương mại, đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, an ninh và quản trị dân chủ. Bà không xác nhận các thông tin nói rằng bà có thể đến thăm Đài Loan, nơi Bắc Kinh tuyên bố là lãnh thổ của mình. Tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 1 tháng 8 nhắc lại những cảnh báo trước đó nói rằng sẽ có những hậu quả nghiêm trọng nếu bà ấy nhất quyết thực hiện chuyến thăm, nhưng ông không nói ra bất kỳ hậu quả cụ thể nào. Thông tin về chuyến thăm của bà được giữ kín và truyền thông không được phép tiếp cận. Sau khi thăm Malaysia vào hôm thứ Ba, dự kiến vào thứ Năm, bà Pelosi sẽ gặp Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Kim Jin-pyo tại Seoul. Lịch trình của bà Pelosi vào thứ Tư vẫn chưa rõ ràng và không có thông tin cung cấp cho báo chí. Tin mới cập nhật, chuyên cơ chở Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hạ cánh xuống sân bay Đài Loan tối nay, bất chấp những cảnh báo gay gắt từ phía Trung Quốc. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới phi trường Tùng Sơn, Đài Bắc khoảng 21 giờ 45 phút tối nay theo giờ địa phương. Sau 6 tiếng kể từ khi bà rời thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Đón tiếp bà Pelosi tại sân bay là lãnh đạo cơ quan đối ngoại Đài Loan Joseph Wu. Một quan chức Đài Loan cho biết bà Pelosi dự kiến ở lại Đài Bắc qua đêm và gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn vào ngày mai. Trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng cảnh báo, 4 chiến hạm Mỹ, bao gồm một hàng không mẫu hạm đã được bố trí và sẵn sàng đáp trả ở vùng biển phía đông Đài Loan. Ấn Độ xác nhận ca tử vong đầu tiên ở châu Á vì bệnh đậu mùa khỉ. Thưa quý vị, Ấn Độ vừa xác nhận ca tử vong đầu tiên do bệnh đậu mùa khỉ vào hôm thứ Hai 1 tháng 8. Là một thanh niên ở bang Kerala, miền nam Ấn Độ. Đây là trường hợp tử vong thứ tư trên thế giới được biết đến vì căn bệnh này trong đợt bùng phát hiện nay. Tuần trước, Tây Ban Nha báo cáo 2 trường hợp tử vong liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ và Brazil báo cáo ca đầu tiên. Ca tử vong ở Ấn Độ cũng là trường hợp đầu tiên ở châu Á. Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố đợt bùng phát là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu vào ngày 23 tháng 7. Thanh niên Ấn Độ 22 tuổi đã tử vong vào hôm thứ Bảy, một quan chức Ấn Độ nói với các phóng viên và cho biết thêm rằng chính phủ đã cách ly 21 người có liên hệ với bệnh nhân này. Gia đình người đàn ông này nói với nhà chức trách rằng anh ta đã có kết quả xét nghiệm dương tính ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trước khi trở về Ấn Độ. Tòa Bạch Ốc, Hoa Kỳ sẵn sàng bảo vệ Pelosi khi đến Đài Loan. Bà Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ có quyền đến Đài Loan, ông John Kirby, phát ngôn viên an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc, khẳng định hôm thứ Hai 1 tháng 8 theo Reuters. Mặc dù lo ngại chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi khiến tình trạng căng thẳng gia tăng có thể dẫn đến tính toán hoặc hành động sai sót, nhưng chính phủ Hoa Kỳ có trách nhiệm bảo đảm sự an toàn cho chuyến đi của vị Chủ tịch Hạ viện, ông Kirby nói một cách chắc chắn. Ông Kirby nhấn mạnh không có lý do gì để Bắc Kinh biến một chuyến thăm có thể xảy ra phù hợp với chính sách từ trước đến nay của Hoa Kỳ thành một cuộc khủng hoảng hoặc xung đột nào đó, hoặc lấy đó làm cái cớ để gia tăng gây hấn qua các hoạt động quân sự trong khu vực eo biển Đài Loan. Chính sách của Washington không thay đổi dù có chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi, ông Kirby phân tích. Trung Quốc cần biết rằng với sự phân chia quyền lực của cơ cấu thể chế nước Hoa Kỳ, bà Pelosi tự quyền quyết định liệu có thực hiện chuyến thăm Đài Loan hay không. California dồn hết nỗ lực đối phó trận cháy rừng lớn nhất năm 2022. Thưa quý vị, lực lượng cứu hỏa đang dồn tối đa nỗ lực nhằm dập tắt đám cháy rừng lớn kỷ lục ở California trong điều kiện giông bão và cái nóng khắc nghiệt, theo AP hôm Chủ nhật 31 tháng 7. Ông Henry Friedman, phát ngôn viên của cơ quan lâm nghiệp, cho hay đám cháy McKinney đang bùng phát ngoài tầm kiểm soát ở Klamath National Forest thuộc North California. Cơn bão đang kéo tới dự trù là mối nguy lớn ở phía nam biên giới tiểu bang Oregon.
Ngọn lửa lan nhanh ra hơn 80 dặm vuông, tức 207 km vuông, chỉ 2 ngày sau khi phát sinh trong một khu vực không có dân cư ở Sisikov Country. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Ngọn lửa thiêu rụi cây cối dọc theo California Highway 96 và một phần chiếc xe bán tải trên đường. Khói dày bao trùm khu vực trong khi ngọn lửa hoành hành khắp các sườn đồi. Theo ông Freeman, đám cháy thứ hai có quy mô nhỏ hơn ở phía tây do tia sét đã xảy ra ở thị trấn Seattle ngày 30 tháng 7. Khoảng 400 căn nhà đủ loại có nguy cơ bị thiệt hại bởi hai vụ cháy ở California. Sở Cảnh sát Sisikov Country cho biết đám cháy thứ ba ở phía tây nam, đám cháy McKinney, đã khiến khoảng 500 gia đình dân chúng phải di tản ngày 31 tháng 7. Các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu đã làm cho miền Tây nóng và khô hơn trong 30 năm qua và sẽ tiếp tục gây ra nhiều vụ cháy rừng ác liệt hơn. Sau đây, mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi tin tức về tiểu bang Texas, thành phố Houston. Người dân Texas đổi súng lấy thẻ quà tặng tại sự kiện mua lại súng ở Houston. Thưa quý vị, cư dân Houston, Texas đã giao nộp hơn 700 khẩu súng cho cảnh sát để đổi lấy tiền bồi thường trong chương trình mua lại súng tổ chức vào thứ Bảy ngày 30 tháng 7. Một dòng xe kéo dài hơn 3.2 km dẫn đến Wheeler Avenue Baptist Church. Nơi này, người dân Houston đổi súng, lấy thẻ quà tặng 50 Mỹ Kim cho một khẩu súng không hoạt động, 100 Mỹ Kim cho một khẩu súng trường hoặc súng ngắn, 150 Mỹ Kim cho một khẩu súng ngắn và 200 Mỹ Kim cho một khẩu súng trường hoàn toàn tự động. Công chúng được phép ẩn danh khi gửi súng đến sự kiện. Mặc dù cảnh sát đã nghiên cứu từng khẩu súng để kiểm tra xem liệu vũ khí đó có bị đánh cắp hay liên quan đến tội phạm hay không. Sự kiện được tổ chức bởi ông Sylvester Turner, thị trưởng Houston, và ủy viên Rodney Ellis của quận Harris. Ông Turner cho biết khoảng 2.500 khẩu súng đã bị đánh cắp khỏi các chiếc xe ở Houston kể từ năm 2022. Bên cạnh đó, thị trưởng nói thêm rằng có khả năng sẽ có thêm nhiều sự mua lại súng trong tương lai. Hai người chết sau khi nổ súng tại trạm xăng tại Southeast Houston. Thưa quý vị, một người đàn ông đã bị bắn chết và một người khác bị bắn quăng ra khỏi một chiếc xe sau khi một vụ nổ súng tại một trạm xăng ở phía đông nam Houston, theo cảnh sát Michael Irrington. Đoạn video giám sát cho thấy hai người đàn ông đi xe Mercedes-Benz màu trắng, gặp hai người nhóm từ chiếc Nissan Altima màu đen tại một trạm xăng nằm ở khu 10600 đường Moron vào khoảng 1 giờ 45 phút sáng. Arrington cho biết những người đàn ông đang thực hiện một giao dịch, người từ xe Nissan và chiếc Mercedes từ ghế sau. Các phát súng đã được bắn ra. Người lấy xe ra khỏi xe và chạy vào trong cửa hàng tiện lợi của cây xăng để kêu cứu. Anh ta được đưa đến một bệnh viện khu vực nơi anh ta sau đó đã chết. Trong khi đó, cảnh sát cho biết nghi phạm nổ súng đã vào ghế lái của chiếc Mercedes và bỏ chạy. Người ghế hành khách xe Mercedes sau đó đã bị ném ra khỏi xe tại một địa điểm không xác định ở Portland. Các nhà điều tra nói rằng anh ta dường như đã bị bắn từ bên trong xe trước khi bị ném ra ngoài. SPD phát hiện nghi phạm trong chiếc Mercedes màu trắng và bắt đầu truy đuổi gần đường Desist Farm ở đông nam Houston. Nghi phạm sau đó đã mất lái và lao xuống khu vực và bị bắt giữ. Theo Arrington, người lái chiếc xe Nissan màu đen đã bỏ trốn khỏi hiện trường, nhưng sau đó bị tạm giữ tại nhà riêng. Các nhà điều tra tìm thấy tiền mặt nằm rải rác xung quanh các máy bơm của cây xăng. Cuộc điều tra vẫn tiến hành. Tiếp theo là phần tin Việt Nam. Công an nổ súng cướp vàng ném cho người đi đường. Thưa quý vị, người nổ súng tại tiệm vàng ở chợ Đông Ba, thành phố Huế vào trưa ngày 31 tháng 7 là cán bộ trại giam Bình Điền. Người này được cho biết có tên Ngô Văn Quốc, sinh năm 1984 và ngụ tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xác định như vừa nêu vào ngày 1 tháng 8 và được truyền thông nhà nước loan đi. Tin nêu rõ vào khoảng 12 giờ 40 phút ngày 31 tháng 7, xảy ra vụ nổ súng tại chợ Đông Ba. Một người trong trang phục công an
dùng súng AK xông vào hai tiệm vàng Hoàng Đức và Thắng Lợi, bắn chỉ thiên uy hiếp chủ tiệm và bắn 5 phát vào tủ kính đựng vàng. Lấy vàng vứt ra đường hô lớn, vàng cho người nghèo. Sau đó, người này đi bộ đến khu vực cầu Gia Hội. Công an tỉnh và công an thành phố Huế đã huy động lực lượng đến tại hiện trường và cho phong tỏa khu vực. Và đến 14 giờ cùng ngày, cán bộ Ngô Văn Quốc đồng ý giao nộp súng và về trụ sở công an để làm việc. Đối với số vàng bị vứt ra ngoài đường và một số người dân nhặt được, cơ quan chức năng yêu cầu ai lấy phải giao nộp lại với cảnh báo, nếu không sẽ bị xử lý về tội chiếm giữ tài sản trái phép. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức Nam Châu ngày hôm nay. Và chương trình này cũng được bảo trợ bởi tổ hợp luật sư di trú First Consulting Group, luôn mang đến thành công cho khách hàng trong 10 năm qua, giúp 80.000 người đến Hoa Kỳ. Và bản tin hôm nay cũng được bảo trợ bởi healthcare.gov. Xin nhắc quý vị, đời sống nhiều thay đổi, hãy có bảo hiểm chu toàn. Khi những biến cố nhất định của cuộc sống xảy ra khiến quý vị bị mất bảo hiểm sức khỏe, quý vị có một khoảng thời gian ngắn để tìm chương trình bảo hiểm mới tại healthcare.gov. Quý vị bị mất việc hay vừa nghỉ việc, quý vị không còn được bảo hiểm chung với cha mẹ, quý vị chuyển nơi sống. Nếu một biến cố cuộc sống khiến quý vị mất bảo hiểm sức khỏe, quý vị có thể đủ điều kiện được mua bảo hiểm chất lượng với giá thấp tại healthcare.gov. Hãy vào healthcare.gov hoặc gọi số 1-800-318-2596. Thúy Hằng rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại vào những chương trình tiếp theo.